Chỉ cần thứ này, gừng tỏi ớt mua về để cả tháng cũng không hỏng, mùi vị vẫn tươi nguyên. Gừng, tỏi ớt mua về nếu không biết bảo quản thường rất nhanh hỏng, gây lãng phí. Chị em hãy chuẩn bị thêm một chiếc túi rồi làm theo cách này, đảm bảo để cả tháng vẫn tươi nguyên. Cách bảo quản gừng tươi. Đối với gừng tươi, để bảo quản được lâu hơn, trước khi cho vào tủ lạnh, chị em hãy dùng giấy bạc hoặc một chiếc khăn, nếu không có giấy bạc có thể thay bằng giấy báo vẫn được. Sau đó bọc kín gừng lại, cuối cùng là cho vào túi zip rồi giữ trong ngăn mát tủ lạnh. Điều này sẽ giúp cho gừng giữ được mùi vị và chất lượng khoảng 1 tháng. Cách bảo quản ớt tươi. Để giữ ớt tươi lâu hơn trong tủ lạnh, đầu tiên, chị em tiến hành cắt bỏ cuống ớt, sau đó mang ớt đi rửa sạch rồi cho vào rổ để ráo nước hoàn toàn. Sau đó, bỏ ớt vào hộp đậy kín hoặc cho vào túi zip kéo kín lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Cách này có thể bảo quản ớt được 1 đến 2 tuần. Nhớ đừng nhét quá nhiều ớt vào túi zip hay hộp để tránh làm ớt bị dập dễ bị hư hơn. Vào mùa ớt, chị em có thể mua nhiều về rồi sấy khô hoặc phơi khô ớt, sau đó cho vào túi zip hoặc hộp có nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Với cách làm này, bạn có thể bảo quản ớt được 1 đến 2 tháng. Cách bảo quản hành tỏi. Đối với hành tỏi, bạn không nhất thiết phải bảo quản trong tủ lạnh, bởi vì chỉ cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ ẩm thấp dưới 10 độ C và ánh nắng trực tiếp. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những củ hành, tỏi có dấu hiệu nổi nấm mốc, hư thối để không làm lây lan cho những củ khác là có thể bảo quản được 1 đến 2 tháng rồi. Còn bảo quản tủ lạnh, hành tỏi rất dễ mọc mầm vì điều kiện nhiệt độ lý tưởng. Việc mọc mầm ở hành tỏi không gây độc tố như ở khoai tây mọc mầm, nhưng nó sẽ làm mất chất dinh dưỡng vốn có. Chính vì thế bạn chỉ nên bảo quản hành tỏi trong tủ lạnh nếu bạn đã lột vỏ, đã cắt ra nhưng không dùng hết. Đối với hành tỏi đã bóc vỏ, trước khi cất vào tủ lạnh bạn hãy cho vào túi zip hoặc một chiếc hộp rồi đậy kín. Với cách này sẽ giữ được độ tươi khoảng 2 đến 3 ngày.